Bốn say hai, chào mừng anh em đã đến với kênh channel của mình. Ủa anh em à, tôi vừa mới tìm được một con game liên quan đến MrBeast ạ. Nghe nói game này cực kỳ cuốn, cực kỳ hay đấy nhá. Và bây giờ anh em hãy cùng tôi đi trải nghiệm con game đấy xem như thế nào. Và trước khi đi, anh em hãy cho tôi xin một like, một đăng ký kênh và đặc biệt là nhấn xem quảng cáo đấy nha. Còn bây giờ let's go. Đây rồi, đây rồi, đây chính là con game liên quan đến MrBeast đây anh em ơi. MrBeast Challenge có nghĩa là thử thách của MrBeast. Ôi, anh em nhìn xem ông nào chế tạo ra con game này đây. Sao nhìn MrBeast của tôi nó hài thế này. Mặt như kiểu chỉ là đeo một cái mặt lạ của MrBeast thôi ạ. Người thì bao úp áo nghịch, bụng thì phải lòi ra rách cả áo luôn. Áo còn in hình logo của MrBeast. Tay thì cầm một cái dùi cui, mà một tay thì đeo đồng hồ. Chân thì ui, chân thì không phải bàn rồi. Người thì to, chân thì bé. Nhìn buồn cười dã man con ngan luôn. Thôi bây giờ mình vào thực hiện thử thách thôi. À mình khoan đã. Nếu mà đi vào thực hiện thử thách, hoàn thành cái thử thách này, không biết được MrBeast tặng tiền không anh em nhỉ? Nếu được thì vui lắm. Thôi bây giờ đi chơi đi đã. Rồi đây, tôi đã có mặt ở bên trong. Wow, anh em nhìn MrBeast này đang cầm một cái bảng gì đây. Ủa, chúng mình cần phải chạy trốn tại khu vực này. À, đây là nhà tù của MrBeast anh em ạ. À, thế à? Ủa, MrBeast đang đứng ở ngoài. Có một bạn đang bị MrBeast dồn hay sao ấy? À không, MrBeast chỉ là canh gác ở đấy thôi. Ui, nhìn này, hello, hello MrBeast. Vãi trường, anh em ơi, MrBeast vừa gãi mông cho lên đầu ạ. À, eo bản giá mai con ngao luôn. Thôi, chúng mình cần vượt qua khỏi đây thôi. Ồ, hình như là vượt qua đây mình sẽ được một cái dương đồ này. Dương vàng thì phải anh em ạ. Đi thôi anh em ơi, chuẩn bị lung tiền nào. Mình sẽ là người đầu tiên để vượt qua cái thử thách này. Đấy, à, đúng như MrBeast nói. Ok. Ui, thử thách đầu tiên đó chính là vượt bắc cua qua khỏi những cái ống thông gió. Không sao hết, mấy cái này thì mình đơn giản rồi. Ngày nào mình cũng làm mấy cái thử thách này rồi. Mấy cái này với mình là quá là đơn giản. Nhưng mà dùng xuống đây là mình sẽ bị hẹo. Đồ ngu. Dưới là một dòng chảy dung nham luôn mà. Đó, lại nào. Ôi, may quá. Tí thì hẹo chứ. Ok. Thử thách thứ hai mình đã vượt qua. MrBeast ơi, có cái gì dễ hơn không khỏi MrBeast. Ui, ở trên tường này là vô vàn các biểu cảm này. Hùng sư này, kiểu baby cute này. Biểu cảm này cười he he này. Biểu cảm mà gọi là dễ thương. Nhìn mấy cái hùng dữ này ghê nha. Hình như mình... Ui giời ơi, mấy cái này mình phải mất Robux để mua anh em ạ. Mấy cái món đồ này nhìn hay thật sự. Đừng mà mất Robux nha. Lại mất Robux. Thôi. Mình không đả động đến mấy cái này nữa. MrBeast thấy mình rồi. MrBeast cực nhanh. Sao mày ngu thế hả? Đúng lẽ mình đừng mà. Đấy chưa. Nhìn mặt MrBeast cực đẹp trai luôn chứ. Nhưng mà chạy nhanh lắm anh em ạ. Mình cần phải chạy nhanh hơn. Thôi đá quả bóng đi chú Beast ơi. Chú Beast ơi, tha cho cháu. MrBeast vừa chạy vừa đánh giấm luôn ạ. Ôi trời ơi. Bấm cái nút này. Ok, bấm nút rồi. Thử thách thứ 3 này khó là khó vì là có MrBeast canh giữ. Nhưng không sao, với cái trình độ của mình thì mình có thể vượt qua được. Ô, béo quá. Ôi giời, đánh cả giấm rồi anh em thấy không? Ê, chú Beast ơi, sao chú lại béo quá, chú không dồn được cháu à, lêu lêu. Eo ơi, đồ chú Beast béo. À, con chó này. Đồ chú Beast béo. Ai, mình đã vượt qua màn thứ 3. Màn này cũng hơi khó một tí nhưng mà không làm khó được mình. Giải thưởng đang chờ đón mình ngay trước mắt rồi, bây giờ phải vượt qua thôi. Mình cảm thấy khá là háo hức nếu ví dụ mà mình có được giải thưởng thật. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ rơi vào một cái nhà vệ sinh. Trong này đây. Wow, một cái bồn cầu màu vàng, một cái shikibidi màu vàng. Ai đi vệ sinh không xả nước vậy? Thôi tệ, bốc hết cả mùi ra đây này. Đừng bảo chú Beast đi nhé. Ở đây mình sẽ được tặng một cái xẻng và mình phải đào đất. Thăm ngàn. Kiếp ngàn. Được xuống đâu đây? Xuống địa ngục anh em ạ. À nhầm, xuống đáy xã hội. Đang ở trên cao nên mình bỏ phát xuống đáy luôn. À, mấy cái thử thách này mình có thể vượt qua. Mấy cái bắc cua này mình vượt qua được. Rồi, nhảy lên đây. Rồi, sống luôn. Ngủ rồi thật sự. Xuống sống luôn. À, sao mà cảm giác nha. Cảm giác có một cái thử thách nào đó mà liên quan đến mình được phần thưởng. Ngon ngon một tí á. Là mình rất là hồi hộp. Là mình nhảy dễ bị trượt chân lắm anh em ạ. Rồi, thử thách thứ 4 mình đã vượt qua. Thử thách thứ 5 đó chính là một cây cầu. Một cây cầu này vượt qua thì dễ rồi. Ui, mình tưởng cây cầu này bị vỡ cơ. Vào trong một trong những cái gọi là tường thành gì đó. Cái gì vừa lăn qua vậy? Cái gì vừa lăn qua vậy? Cho hỏi cái gì vừa lăn qua vậy? Ai mà biết được. Ui, hố đen anh em ạ. Thôi lên. Wow, một viên dung nham vừa lăn qua. Và chúng ta nếu mà vượt qua cái dung nham này thì chúng ta cần phải đến những cái lỗ hổng như thế này này. Đấy, dung nham có lăn qua thì mình không bị sao cả.
Ok. Ô, đồ ăn hại. Ủa alo. Cái gì mà xảy ra vậy? Rõ ràng là tôi đi qua rồi mà. Tôi vào trong hốc này mà. Ủa, nhảy qua, rồi. À lại chỉ dính 1 mét, 1 mm thôi đấy mà làm mình cũng bị hẹn. Ui cái trò này khó ở nha. Mình phải đứng sát vào tường, úp mặt vào tường luôn anh em ạ. Thử thách số 5 đã vượt qua. Có thử thách nào khó khó hơn không chú Bít ơi? Ui, chú Bít kìa. Chú Bít đang cầm một cái đuốc à? Cái đuốc phát sáng. À không, gậy phù thủy. Vậy trưởng, chú có gậy phù thủy chú dồn mình luôn mà. Thôi ra cho cháu đi, cháu xin chú. Cháu xin chú rồi luôn. Xin vĩnh biệt ạ. Chú Bít nhìn mình với một cái vẻ mặt gọi là rất là thân thiện. Hello Boon, chú đến đây với cháu đây. Ôi giời ơi. Rồi luôn. Mình hình như mình gạt được cái cần này thì tôi thì phải. Mình gạt được cái cần rồi, bên mình chỉ cần vượt qua đây thôi. Ok, bye bye chú Bít nha, bye bye. Chú béo quá, chú không thể lên được đây đâu. Chú còn lắc đầu ngao ngán. Thôi chú bị cháu gầy hơn chú. Cháu gầy hơn chú, cháu nhanh hơn chú, cháu đã thoát khỏi chú. Rồi, bye bye, see you again. Ồ, ở đây có một cái nút bấm gì này. Hình như phải bấm cái nút này thì phải. Rồi luôn, à, bấm cái nút này là mất cái cầu thang máy. Cái nút này mới là đúng này. Đây, cái cầu thang máy đi lên rất là từ từ chậm rãi luôn ý chứ. Rồi, thử thách tiếp theo của mình sẽ là gì? Sẽ là gì và sẽ là gì? Wow, có một máy bán nước logo hình MrBeast. Thử mua phát xem nào. Wow, trên tay mình vừa uống một nước, loại nước tăng lực nào đó. Bây giờ mình chạy rất là nhanh luôn. Ui giời, thẳng cánh cò bay thôi. Thế này thì cứ vượt qua, tăng tốc mà vượt qua thôi. Mình nghĩ cái thử thách này đối với mình khá là dễ. Ok. Nào. Mình bay cao như một con chim luôn đi chứ. Nhờn này. What the hell? Tí thì dục. Rồi, mình phải từ từ hơn. Anh em ơi, tôi vừa ợ nha, không phải tôi vừa đánh rắm đâu nha. Đấy là ợ đấy. Ợ ra mấy cái ga thôi, không phải đánh rắm đâu. Anh em đừng có hiểu lầm. Tin. Anh em đừng có hiểu lầm tôi. Đây là mình đã vào cái chỗ mà gọi điện thoại cho người thân. Hello, có ai ở đây không? Không có ai đến thăm mình luôn. Mình sẽ tự tìm cách vượt qua. Vào trong cửa này xem có gì. Rồi, mình sẽ nhận được một cái cầu thang ạ. Bây giờ mình phải bê cái cầu thang này ra đây à? Chính xác là như vậy. Bê ra để leo vào ống thông gió. Có dấu điểm dấu x này. Đặt đúng điểm dấu x là được. Rồi, ok, đặt rồi. Mở cửa ra cho cháu đi. Ui, đỡ hút đầu vào tường luôn. Mình căn sai rồi anh em ạ. Cái tươi nhờ. Mình cần dịch chút một chút. Rồi, đặt đây này. Đặt đây là đẹp nhất rồi. Đấy, thấy chưa? Đặt đấy là đẹp nhất luôn. Nhờn à, với cái trình độ thông minh của mình thì mình cái đấy mình vượt qua được. Wow, màn này là cái màn. Cái quạt siêu to khổng lồ thổi bay mình luôn đấy chứ. Nó làm giảm tốc độ của mình khi mình chạy qua đây. Và nếu mà mình sơ suất một cái là mình bị rụng xuống đây, hàng nghìn cái trông nó đang chờ đón mình xuống mà nó xiên mình. Mà không sao, mình đã vượt qua được. Ok. Rồi. Ui. Yeah, rồi luôn. Hiểu kiểu gì? Sao mà rụng thẳng cánh cò bay luôn đi chứ. Rồi, phải từ từ chậm rãi thôi anh em ạ. Mình sẽ là người vô địch đầu tiên. Cố lên vì phần thưởng của chú MrBeast. Nào. Ok chưa? Anh em thấy gì chưa? Dễ chưa? Easy. Đóng các cái van à. Thử thách lần này của mình đó chính là đóng các van này lại. Hình như ở kia là khí này. Khí này là khí độc đấy anh em ạ. Mình mà không vặn van ra là cái khí độc nó phả vào người mình là mình hẹo luôn. Ở dưới này có một cái van nữa này. Quên mất lại bỏ lên trên kia luôn. Tại vì mình thấy cái van ở trên kia rồi. Đây, đóng cái van này lại. Còn một cái van cuối cùng thôi. Còn một cái van cuối cùng ở trên này thôi. Ok. Đây rồi. Van. Xoay vòng. Bây giờ là sẽ đi đâu? Rồi, mình thấy đường ra rồi. Mình đã nhìn thấy đường ra rồi anh em ạ. Nhảy lên đây. Ok, đường ra ở đây thôi. Rồi, thử thách là khó hơn nữa đi. Mình thấy mấy cái thử thách này nó dễ quá. Bạn bị kinh rồi. Lại gặp cái quạt siêu to khổng lồ này rồi. Rồi xong luôn. Mình lại phải nhảy qua những cái này. Ô, nhưng mà mấy cái quạt này nó sẽ giúp mình nha. Giúp mình bay cao hơn, chạy nhanh hơn. Ok. Vui. Này,
Bố mình nhịn nó lâu lắm rồi thế nhá. Bay cao chạy nhanh kiểu gì, đâm đầu vào tường luôn. Đến cuối trong trò thì mình mới được nhảy. Ui, quá luôn, quá luôn. Mình nghĩ là mình phải vượt qua hẳn cái điểm vàng này thì mình mới lên nhảy. Ui, rồi, cuối cùng cũng đã qua. Cuối cùng cũng đã qua. Cậu như nào? Lại một cái cánh quạt siêu to khổng lồ này, bay lên đây à? À, mình cần bay vào cái ống thông gió này. Ui, một phát ăn luôn. Vỗ tay, vỗ tay. Mình chọn điểm rơi, đúng phết đấy chứ. À, căn phòng gì đây? Rồi luôn, gặp luôn một chú đầu bếp Mr. Beast. Nhìn chú cầm cái chảo to thừa lỗ ấy, đừng mà chú gõ tóm tóp mình luôn nha. Jimmy the Chef. Đây là Jimmy không phải Mr. Beast anh em ạ. Chắc là anh em sinh đôi của Mr. Beast. Mình được tặng một khẩu bazooka food này. Zuka food. Rồi, hình như mình sẽ phải tiêu diệt. Tiêu diệt. Khoan đã. Cái gì giáp anh ơi? Ông đầu bếp này ngáo ngơ quả mơ rồi, cứ đâm đầu vào tường thôi. Bây giờ mình cứ đứng mà bắn thôi. Bắn cho quả cà chua này, bắn cho quả cà chua này. Này, ăn đi, ăn đi. Bắn cho cái bánh hamburger. Hiểu vấn đề chưa hả? Mr. Beast. Nhờ nè, nhờ nè. Rồi, rồi xong luôn. Lổ banh xác luôn đi chứ. Đừng đùa với mình. Mình chơi game hay lắm. Ăn đù, được của nó đấy. Mình nghĩ không có một cái thử thách nào trong này làm khó được mình đấy anh em ạ. Và phần thưởng này nó sẽ dành cho mình. Ok chưa? Ok. Ui, lâu, đi đâu đây? Rồi luôn, đi đâu đây? Ơ, đến đây. Đấy, trở lại nó lừa mình. Nó bịp. Chúng ta cần phải minh mẫn thêm một chút. Gần đến đấy thì mình mới dừng. Gần đến điểm này mới dừng. Rồi, ok. Đấy, dễ ngay. Và cần phải lên cái cầu thang này. Nãy giờ mình leo trèo hơi nhiều ấy, hơi mỏi chân rồi. Ê, xí rồi. Thoát rồi. Chưa anh em. Cái gì nó bay cạo đấy. À, đừng bảo mình dính vào mấy cái laser là mình hẹo đấy. Lấy nó ra. Nhanh thật sự ạ. Mấy cánh quạt laser này nó quay cũng nhanh luôn đi chứ. Mình cái tốc độ mình bay lên nó cũng nhanh. Đấy, mình lấy một phát ăn luôn. Đây rồi. Đến điểm này, điểm gì đây? Thử thách thì khó hơn à? Ô, nhảy qua đây á? Nhảy kiểu gì? Nhảy à? Lưỡi đạn nhảy này! Không thể được em ạ. Mình thấy một cái cầu thang chỉ dẫn lên đây. À rồi, mình lại được bắc thang rồi. Ok, bắc thang. Kiến trúc sư Bun thì mấy cái này thì đơn giản. Với cái trình độ kiến trúc sư của mình. Thôi nãy giờ mình chưa nói gì nha. Nãy giờ mình xà lơ nha anh em nhá. Thẻ luôn đấy, bắc cây cầu đấy cũng trượt được ạ. Rồi, lấy lại cái này phải bắc. Nãy giờ mình hơi xà lơ tí. Đấy, cái kia nó dùng một cái kia. Rồi. Thề luôn nha. Ăn chắc mặt bè một tí đi. Nào. Ok chưa anh em? Anh em tin vào cái trình độ kỹ sư của tôi chưa? Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Gì đây? Cho cháu về được không? Cho quay lại không? Chiến đấu mới là một cỗ máy Mr. Beast thôi mà. Thôi hẳn một cái cỗ máy cầm cả 6 lòng luôn mà. Mình đố tay không à? À đây. Mình được trang bị một cái bazooka bắn thức ăn. Nào, chú đấu với cháu đi. Ui, lắc cái gì lắc. Wow, bắn đạn kìa. Ui, đạn này hơi ngắn. Mình tiêu diệt được anh em ạ. Bắn lổ một cái tay này trước. Rồi, một cái tay vô vị hóa rồi anh em ơi. Còn cái tay bên này nữa. Một cái tay vô vị hóa rồi. Ui giời, tưởng con robot này như nào. Wow, mình đùa đấy. Ui giời. Bắn cho lỗ luôn đi chứ. Dăm ba con robot lèo tèo. Mời đến. Ok anh em. Rồi, mình lụm được một cái xe. Đi thôi, đi. Dín. Thoát rồi. Tăng. Hoàn thành thử thách của chú Mr. Beast. Tôi vẫn ở trên xe anh em ạ. Các cháu vẫn ở trên xe này. Đưa mình đâu về đâu. Ồ, xe xăng à? Xe thủng lốp à? Hello. Xe thủng lốp hay gì? Ảo thật đấy. Không luôn. Cho mình dừng lại ở đây luôn mà. Bây giờ cháu biết đi đâu về đâu. Giữa cái bầu trời thanh cảnh này. À này, mình thấy một cái đường đi lên đây này. Mình nghĩ là cái đường này nó sẽ đưa mình về. Tưởng được hoàn thành nhiệm vụ luôn rồi chứ. Trăng tròn thế. Trăng tròn như trăng rằm mà anh em ạ. Rồi, trèo lên đây. Thử thách của Mr. Beast Moon đã vượt qua.
Tôi vượt qua mình, cứ nói là vượt qua, làm sao đâu, đúng không? Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Nhảy lên đây à? Tiếp tục nhảy lên đây. Ủa? Thầy mấy cái bậc thang này nó cứ kiểu nhấp nhá nhấp nhô, nhìn nó khó thật sự đấy chứ. Rồi, đi lên đây. Biết ngay mà, mình thấy ngay mà, một cái trực thăng đưa mình về nhà. Lên. Lên 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 lên. Rồi, bay rồi anh em ơi. Bay rồi anh em ơi. Let's go, về nhà. So, anh em thấy gì chưa? Tôi đã hoàn thành thử thách của Mr. Beast. Bây giờ đến lượt anh em đó. Và nếu anh em thấy video này hay, hãy cho tôi xin một like và đăng ký kênh. Và đặc biệt là nhớ xem quảng cáo anh nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.